có cái đoạn qua mà còn hốc bạc nữa. Mà sao ta có cái đoạn qua đông du khách đông hơn ha? Mấy tầng đây. Bây giờ sau khi mà di chuyển qua khu vực hang Sáng thì đoàn sẽ di chuyển đến hang Đấu Diều là hang Đấu Diều chính. Và khi mà di chuyển qua hang Đấu Diều thì đoàn sẽ chuẩn bị khu vực biển Trà Trang. Đẹp quá. Đừng có treo nữa nè. Và nó ra là khoảng 700 bậc đá.